Bám sát chủ trương của Chính phủ về triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã yêu cầu các địa phương đơn giản hóa trong khâu giải quyết, tiếp nhận hồ sơ. Đặc biệt, đối với nhóm lao động tự do, các thủ tục được rút gọn tối đa để người dân nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, so với năm 2020, việc lập danh sách nhóm đối tượng lao động tự do trong đợt hỗ trợ lần này không cần phải thực hiện niêm yết 5 ngày tại Ủy ban Nhân dân xã phường. Đó là cái đơn thì nó đơn giản hơn. Và trong đó thì một việc thứ ba là chúng tôi yêu cầu tất cả các quận, huyện, xã phường, đối tượng nào rõ rồi thì tiến hành lập danh sách và gửi danh sách đó về website thông tin điện tử để chuyển cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Còn cái danh sách mà đóng dấu ấy thì chuyển bưu điện xong, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tiến hành rà soát. Liên quan đến các giải pháp triển khai hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phân quyền cho các địa phương chịu trách nhiệm. Trên tinh thần đó, với nhóm đối tượng lao động tự do, thành phố Đà Nẵng đã bổ sung nhiều trường hợp gặp khó khăn để mở rộng độ bao phủ, không bỏ sót trường hợp. Trong kế hoạch 135, những cái đối tượng này thì tới 31 tháng 8 năm 2021 thì hoàn thành. Nhưng tuy nhiên, Thường trực Thành ủy cũng như Ủy ban Nhân dân yêu cầu các quận huyện là ngày 5 tháng 8 năm 2021 thì hoàn thành. Hiện nay mặc dù phòng chống dịch COVID ở dưới đó rất là vất vả, nhưng mà các quận huyện, xã phường, các tổ COVID và tổ trưởng dân phố cũng đã đi tuyên truyền để cho tất cả những cái lao động này viết đơn và lập danh sách. Theo quy định, nhóm đối tượng lao động tự do được hỗ trợ mức 1.500.000 đồng một người một lần. Dưới tác động của dịch COVID-19, lao động tự do là một trong những nhóm đối tượng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, họ đang rất mong chờ chính sách hỗ trợ đến tay một cách kịp thời.